Bây giờ tôi nhắc lại ở đây, năm vàng nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gấu cuồng. Năm mèo tháng mẹo chia buồn, năm hèo tháng hở mới lũy chuông dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng lộn ê hề thay thi đó cô bác. Dạ thì kính thưa chú ba, thì cái năm sửu thì mình đã đa bệnh rồi, nhưng mà có trong sách có để là sửu dần đa bệnh lại còn đa binh, Đa bệnh. có thể là năm sau là qua khỏi cái giống như là tiên tiêu con bé đó, và vào tháng tư đó cho chú ba, thì tháng tư thì của mình là tháng 3, thì là nó nhằm mấy cái lúc mà ta đang cài đất đó, thì thầy nói mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa Đó. đó, lập rồi cái hội Long Hoa đó chứ ba. Thì thầy cũng có nhắc lại, ổng nói mai sau nhiều cục đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập rồi cái hậu Long Hoa chi tiền. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, cư sĩ Quốc Tạo và chú ba, biệt danh là chú ba Xề, chuyên chữa bệnh về tâm linh. Xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Dạ thì hôm nay cũng trời tối, mà tại sao Quốc Tạo làm clip là tại vì nguyên nhân là ngày mai chú ba ổng có một cái cuộc của gọi là ơn trên, phải không chú ba? Ơn Đúng. trên, ơn trên ông di giờ chú đi công việc phải không? Mà Đúng. chú có nói với đệ là bữa 24 25 thì bởi vì Quốc Tạo tranh thủ xuống liền để thôi không có kịp. Thứ nhất là xuống là để công bố các vị mạnh thường quân gỡ cho chú ba. Thứ hai là để tiếp sức cho chú ba đang để ông đi được được hoàn thành nhiệm vụ. Đúng. Dạ thì thôi con xin đọc các vị mạnh thường quân. Con xin đọc Quốc Tạo xin đọc các vị mạnh thường quân của Quốc Thành luôn nha quý vị. Quốc Thành và Quốc Tạo luôn, Quốc Thành thì ít, Quốc Tạo thì nhiều. Thì tổng cộng được 8 triệu mấy. Trần Văn Chu 300.000, chị Ngọc Mai, Ngọc Mỹ, Diên Dung ở nước ngoài 1,5 triệu. Một chị giấu tên 2 triệu. Chị giấu tên này chắc bữa đó có điện với chú ba nè. Rồi rồi rồi. Anh Lộc. Anh Lộc này là của bên Quốc Thành nha quý vị, 1 triệu. Chị Hằng của bên Quốc Tạo 500.000. Thủy Châu của bên Quốc Tạo 1 triệu và cuối cùng ở bên Quốc Thành là Trần Thiện Tính 3 triệu. Là tổng cộng là 9,3 triệu chú ba. Đây. Rồi chú ba có điều gì để cảm đây. Ơn các vị mạnh thường quân. Đây là chú ba. Cảm ơn các mạnh thường quân để giúp cho chú ba, nhưng một cái phương tiện chú ba đi đó bằng cái sự du di sắp xếp thì được về chú ba mừng lắm, mà nếu không có cái này thì chú ba cũng nói thiệt mơ phận sự chú ba năm nào cũng phải lo từ mười mấy triệu nó qua cái Tết lận. Thì bây giờ chú ba không biết nói gì hơn, cảm ơn mạnh thường quân các phần đó, cầu chúc cho được vạn sự bình an, giàu giàu sức khỏe để lo làm cái việc, để có tiền ra trên gò ban với hố, lấy tâm hòa đồng tình thương nhân loại hết, đừng có cá nhân một ai thù một ai, uổng lắm cô bác chị em ơi mạnh thường quân. Dạ dạ dạ, cảm ơn chú ba, cảm ơn những lời tốt đẹp của chú ba. Thì bây giờ Quốc Tạo xin hỏi về cái những cái công việc mà mấy hôm gài của chú ba, dưới nghe nói vụ nhà cầu này kia đó, Quốc Tạo cũng hỏi đôi điều để cho các mạnh thường quân cũng hỏi Quốc Tạo là Quốc Tạo ơi, con coi chú ba coi thiếu thốn cái gì đặng cho biết rằng ở đây người ta có thể hỗ trợ. Thì con kính thưa chú ba, thì con nghe nói là một thời gian gần đây thì khách tấp nập lại, có xứ xa có xứ gần có hầu như là quá rất nhiều, con xuống giờ nào con điện giờ nào thì chú ba cũng thấy không rảnh chân mất chữa bệnh. Nhưng có. Rồi chú ba có nói với con là có khách đông đó, rồi người ta có đi cầu đó, nhưng mà cái nhà cầu của chú ba nhỏ quá, thì chú ba xin nói lên cái điều đó. Thì đây tôi cũng xin nói bằng cái chữ thật đó, bởi vì á hai cái gia đình thì xà đúc một cái nhà cầu để có xây xài tắm rửa. Thì cô bác ơi, thời gian tôi không có lên đó thì nó được, mà bây giờ cũng thiệt ở xứ xa gần vô ở 5 ngày 3 ngày có khi 9 10 ngày rồi tắm giết đó, rồi với phần cái chỗ mình đi tiểu đó thì sợ nó đầy nó không có chắc khả năng. Bây giờ tôi cũng nói thiệt là tôi xin lên đó để có số tiền mạnh thường quân giúp, mà tôi không dám giữ do nơi gì chú Quốc Tạo cầm rồi đó vẽ tấp lăng rồi cho chú Quốc Tạo kêu thợ thầy ở đây, tôi không dám gới nó đồng bạc nào hết trơn đó cô bác. Vậy đó, có nghĩa là bây giờ cũng giống như cái cầu, giống như có cái cầu đó, các vị mạnh thường quân sẽ giúp cho chú ba, sẽ đưa qua cho con và con sẽ đứng ra con sẽ cắt cây cầu cho chú ba đúng không? Chú ba thì con cho con biết là cây cầu này mình có thể quy ước được bao nhiêu tiền không chú ba, cầu tiêu á?
Thì sao nó mà nếu chú nói đó phải trên dưới là từ 30 ăn lên, chứ còn không dưới 30 là cắt không đủ, nói thiệt. Bởi vì cái cây cầu nhỏ đó hồi trước tôi cắt đây mười mấy năm là 18 triệu đó, thợ thầy luôn đó. Rồi rồi thì thôi con cũng nghe thinh, con cũng xin là ghi nhận ở đây. Các vị mạnh thường quân cũng nghe chú ba nói đó, thì thật sự ra là chú ba có tiền phải không? Chú ba là ở trên Gò Ba chú hố, chú ba đem đi cho những người nghèo, chú ba không có để cho gia đình xài luôn. Rồi đó chú ba mua gạo phát là phóng sanh đó. Chú ba là rất là tốt quý vị, ở đây á, chú ba cho biết mà chú ba nghèo luôn quý vị. Con cảm thấy á, lắm lúc mà chú ba là mới gần đây nè, cũng có được mấy triệu nè, bây giờ cũng hết trơn đó, vì thấy chưa, như là trên gò ba chú hết rồi. Bây giờ thôi gì, thôi thì cũng đôi điều với chú ba, thì chú ba cũng nói là cái nhà cầu tức là cái cầu tiêu đó, có thể là đó là tầm cỡ chừng 30 triệu, trên dưới có thể là trên. Thì quý vị thấy việc làm của chú ba hữu ích thì quý vị đóng góp vô để chú ba ông xây dựng, thì cứ gửi tới Quốc Tạo sẽ đứng ra xây dựng cây cầu và sẽ công bố bằng danh sách có rõ ràng cụ thể. Vậy hả, chú ba đang cho mình là Đúng phước rồi. cho người ta ha, cho người ta đi Đó cầu ha. nó Chứ gì cây cầu cũ thì nghe nói là nó cũng muốn đầy rồi đó. Nam mô A Di Đà lâu Phật, rồi tội nghiệp chưa. chứ bây giờ đó cái nhà tôi chật hẹp, thí dụ tôi cúng thợ ngày 2 bữa mà đỡ bệnh lợi tới tôi cũng nhờ nghỉ cúng cũng được, bởi vì bệnh lợi tới Đó nhà thì ngủ đây từ thì đây đây ra đây cứng ngắc hết có gì trơn đó thì tôi dùng bếp tôi vậy thanh nè, nó chắn phanh ở trong bếp nữa. vậy đó ha. Giờ cứu luôn nó lỡ Ờ mà à. làm được chưa. Thôi thôi chuyện đó kể như vậy đi hết chú ba, rồi Ờ đợi nữa mình sẽ nói tiếp ha. Rồi như à. thì sẵn có ở đây thì lâu lâu cũng mới được được xuống thăm chú ba, chứ không phải mà được thăm hoài. Kính thưa chú ba, thì con cũng thật sự ra con cũng biết chú ba là một người rất là trung trực, có nghĩa là chú ba có những cái ân trên dựa vô, cũng cũng như là Đức Phật thầy Tây An cũng đã điển chứng cho chú ba là có cái lá sắt này kia, nhưng chú ba không có tiết lộ, là tiết chú ba tiết lộ là nói là Quốc Tạo cũng là một cái người tốt, một đệ tử chân thành của chú ba, cho nên chú ba mới mới cho Quốc Tạo quay tới quay lui. Thì Quốc Tạo hỏi chú ba thấy chuyện gì đó được thì nói, không không có được thì thôi hết chú ba, khi thời Đúng thôi ha. à. Thì thôi chú ba cho con hỏi là năm nay đó là Trần Đức Đích con trâu khóa cổng, nghĩa là năm nay là con trâu nó đã sắp kết thúc rồi, thì bước qua À. năm cọp. Thì ở trong ông Ba Thới có câu là đuổi trâu gặp cọp gần gần 10 phần thác 7 8 phần người ơi. Xin chú ba cho con biết là năm dần năm sau bộ nó lu bu lắm ha chú ba. Thì bây giờ đó theo trong sách cũng Ba Thớ cũng có, mà bên Kim Cọ Cổ Cừu Quan cũng của ổng, mà của ông Sư Giải Bán Thai nó cũng có cái câu này đó, thì trâu bích đích thì cọp mở, mà là mở cổng đó thì dữ lắm, lu bu một ngày một đến, thì ông nói cái lý đó, mừng hết 7 còn 3 mà 3 hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình đó cô bác. Bởi vì lời Phật để trong sách thánh nhân phải tìm hiểu cái lý tu mới được cô bác ơi, chứ nếu không tìm hiểu cái lý thì bây giờ đâu có được. Thì theo như chú ba thì ở trong cái câu mà năm dần nhiều chỗ bơ vơ đó, thì theo chú ba thì cái câu đó nó có hợp với cái thời thời buổi bây giờ không? Đó thì nó hợp luôn đó, là với thời buổi bây giờ đó, chứ không còn đâu xa nữa. Bởi vì ông nói ông dạy quá lâu, nhưng mà chú nhắc lại là cái giảng gốc giảng xưa hồi đó, còn giảng mới bây giờ thì cũng không có nữa cô bác. Mà chú nói ra cái sự thật mà chú cũng sợ gì cái của nhà nước, bởi vì ông Phật ông ra giáo lý của Phật thì Phật lo, của nhà nước thì để cho nhà nước lo, còn mình đó làm con dân thì lo cơm trẻ ngày 2 bữa sớm với chiều lo cúng lại, rồi phải xả lấy tâm hòa đồng, trên thận dưới hòa, thương nhau thì phải thương thầy, mình ghét nhau thì là ghét thầy đó cô bác. Dạ kính thưa chú ba, thì chú ba có thể đọc lại cái câu của ông Ba Thớ là năm dần nhiều chỗ bơ vơ không chú ba? Được, đọc lại cũng được. Nó. Xin mời chú ba. Bây giờ tôi nhắc lại đây. Năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gấu cuồng. Năm mèo tháng mẹo chia buồn, năm hào tháng hở mới lũy tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng lộn ê hề thay thi đó cô bác. Dạ thì kính thưa chú ba, thì cái năm Sửu thì mình đã đa bệnh rồi, nhưng mà có trong sách có để là Sửu dần đa bệnh lại còn đa binh, Đa bên có thể là năm sau là qua khỏi cái giống như là tiên tri con bé đó, và vào tháng 4 đó cho chú ba, thì tháng 4 đó, thì của mình là tháng 3,
thì là nó nhằm mấy cái lúc mà ta đang cài đất đó. Thầy nói mai sau nhiều cuộc đất cài đua với nhau mà chạy lầu đài cũng xa đó, đó lập rồi cái hội long qua đó chứ ba. Thì thầy cũng có nhắc là ổng nói mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập rồi cái hậu long qua chi tề coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh mà chính chiều ruột đau lận cô bác. Qua hai chú bà thì năm sau nó bơ vơ, nó bơ vơ cỡ nào chú bà? Thì bây giờ phải bơ vơ bị gì nạn lục rồi nạn đói đó, bởi vì ổng cũng để giảng ổng ra ổng lâu mà ổng để mới mấy năm sau, thì cô bác nhớ từ hầu năm hở tới bây giờ năm nay năm chủ quan tới năm dần đó, thì nó hao mòn thất bát từ cái chuyện vụ gãy, từ cái gì cô bác cũng nhìn thấy có của bán ra không được đó cô bác. Cũng giống như mà mỗi lần mà cái lúc mà bị cách ly ha chú ba, tiền bạc xài không được luôn, nó mua đồ không ai bán luôn, mua đồ không ai bán đó, 3 năm không chợ nhóm chiều lặng cô bác ơi, chứ không phải 1 năm đó. Quá hay chú ba, thương 3 năm không chợ nhóm chiều ha. Nhà không người ở niệm nhiều nam mô. Đó, thay không lóc mà để phơi khô, không có uống nam mô đạo nào. Đó cô bác phải nhớ kỹ là bên kim cổ của ông ba và bên thi văn giáo lý của thầy cũng rút trong các lực các kinh hết rồi cô bác ơi. Dạ, thì cái câu mà của con hỏi là của ông ba thớ. Ông nói là đuổi trâu gặp cọp gần gần. 10 phần thác 7-8 phần người ơi. Đó, thì cũng như ông nói là ông ba thớ ông nói có lý. Còn bên giáo lý của thầy ổng nói nhân giặt 10 phần hao hết 7-8 mà thằng tiên thấy vậy cũng là trâu mài đó cô bác. Hay quá. Đúng là câu đó hay thiệt đó chú ba. Dạ, còn đức thầy thì nói 100 mới đặn tối thôi 10 người. Thì dạ thì kính thưa quý vị, thì hôm ở đây thì quốc đạo cũng muốn trao đổi với chú ba cho cũng biết là giảng xưa hay là giảng nay hay là giảng giáo lý thầy thì cũng nói rằng là hạ môn nay đã hết đời, mình đã sống cái tờ hạ quân hạ rồi, nếu mà ai mà sống cái đời này á thì mình cũng thấy thẹn đi quý vị, tại vì cái đời này là cái đời kêu bằng là chúng sanh là rất là trượt, cái thời xuất lưu rồi quý vị. Đúng không chú ba? Đúng, bởi vì đó suối trong á, nước trong thì đựng là một bồn, còn đồ cặn cáo đó cũng dồn đổ bỏ hết rồi cô bác ơi, đổ đi hết rồi đó, bây giờ lượt lấy cái trong không đó cô bác, còn cặn là không được đâu cô bác. Rồi là đó là bên sách của Tứ Thánh, còn bên ông Phật thì ông nói đồ bụi nhơ cặn bã chẳng có còn cô bác. Mình phải lấy cái tâm trong là tâm trong, mình niệm Phật đi đứng nằm ngồi niệm lấy cái không ở tâm thanh đó cô bác. Còn nếu mà niệm cái tâm mình tâm tục mình hướng này kia là không được cô bác. Dạ thì chú ba nói rất là hay luôn, bác đạo hôm nay cảm giác chú ba nói rất là hay luôn. Thì xin hỏi chú ba là cậu bé Tiên Tri đó là vào tháng 4 của năm sau đó là sẽ có một trận rất là dữ dằn luôn, mà cậu bé không có nói là trận gì. Rồi theo chú ba là có phải là trận, chắc có thể là trận dịch không chú ba? Trận dịch, mà trận dịch này là đại hồng thủy luôn. Đại hồng thủy luôn ha. Đại hồng thủy là nước. Nước. Nước dân. Nước dân. Vậy là đức thầy cũng có cho biết mà nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lại lừng ngạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biến phe phang, đến nay nhằm mũi tai nạn tam thiên lục quá khắp tràn hại dân đó. Quá siêu hả chú ba. Rồi ngoài cái nạn mà thì con thấy trong đây cái câu giảng thì đuổi trâu gặp cọp gần gần, có nghĩa là giống như đuổi trâu là nghĩa là trong cái năm sủ thì nó đã có bệnh á, nhau mình đuổi bệnh đi. Nhưng mà không ngờ cái con cọp này nó còn dữ hơn cái con còn cọp dữ hơn trâu. Con cọp này nó sẽ ra những cái việc giống như là dịch bệnh nặng hơn, giống như biến chủng đó chú ba, bây giờ nó biến chủng khác đó đó, biến chủng khác hết trơn, bây giờ thay đổi bệnh mới không đó cô bác. Chú ba có nghe nói cái biến chủng bây giờ không, là con nghe nói cái con xe rong gì đó nó là biến chủng rất ghê luôn, nhưng mà không bằng cái con IHU. Đúng, bởi vì nói chung ra trong cái quả địa cầu này từ ngày xưa tới giờ đó, thì là mình ở dưới trần này mình đốt cái gì thì ở trên bầu không khí thâu hút cái nấy, thì từ từ cái chỗ nào đến chỗ nào thì bây giờ ông xả trở lại đây mình ảnh hưởng cái đó hết cho cô bác, chứ không chạy đâu sức. Rồi mình nó nói cái nãy kia đó, bởi vì ông Phật ông nói nhân cao thì đức thiên liên cũng cao,
nhân đi trước đức thiêng liêng đi sau, thì mình cái xác thịt của mình thú ình thú quắc mình đi trước, rồi mình nhà Phật học, mà Phật học thì mình tạo ra cái những loại vũ khí này vũ khí kia, thì đâu có ngoài cái quả địa cầu, đâu có ngoài bầu trời được. Giờ này tới chính mình là mình ảnh hưởng là của mình đó cô bác, chứ không ai làm vô hay được. quá, có nghĩa là chú ba nói là nhân tạo. Tại vì do mình tham lam mới gây ra chiến tranh, tại do mình chặt cây mới gây ra là sóng gió. Đúng. Tại vì do mình có nhiều cái nhà máy quá bên mới thải ra khí độc. Bởi vì Đức ở cái sách xưa có câu như này chú ba, khóc Bắc Nam khí trời mù mịt, lộ không người nhà bích ngõ ra. Đó. Chú thấy không, bây giờ khí trời mù mịt luôn rồi đó. Đó, khí trời mù mịt thì bây giờ tại mình, tới chính mình là mình giết mình, chứ đâu có phải mà thánh thần giết mình. Dạ. Thì bây giờ con có nghe nói cái chú Tư đó, thì ổng cũng có nghiên cứu bên giáo lý bên kinh đó, ổng nói là khí trời mù mịt đó là đến cái chặng mà cái con bóp cổ đó, bóp cổ là con IHU đó, con kêu là bóp cổ đó, nó ra là chỉ cần thử hít vô đau cũng cổ, ôm cổ gì là chết, đúng không có nói gì nữa, ôm đó cổ là chết. đó, bởi vì cái chất độc nhiều ngày quá rồi nó gom lại về tủa ra mình, thì thở tình hơi thở là hòa đồng, mình đâu biết được cái nào chất độc thì mình cứ hít vào thì phải dính. Dạ, mà mình đâu có ngờ được cái vụ mà bệnh mà không khí được hả chú ba? Đúng, mình đâu có ngờ được. Dạ, không khí đâu có ngờ được, phải nhưng mà cái bệnh gì mình thấy trước mặt mình ngờ được. Còn không khí sao mình ngờ được? Làm sao ngờ? Dạ, bởi vì câu đó quá hay hả chú ba? Không Bắc Nam khí trời mù mịt. Thì ở Quốc Đạo cũng có nghe nói là cái câu này của ông ba là thường thường là ông tiên tri là nhiều á chú ba. Tiên tri là nhiều. Đuổi trâu không ngờ đuổi con trâu đi gặp con cọp, con cọp còn ghê hơn con trâu. Ghê hơn trâu nữa. Quá siêu chú ơi, với cũng trùng hợp với cái câu mà mai sau về cuộc đất cài đó, đất cài là vào tháng 3 tháng 4 là có đất cài chú ba. Đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Tuyệt vời quá chú ba. Tuyệt vời lắm, bởi vì đó trong sách ổng cũng có để đi dòng mé biển cặp lục cù lao lộn đi lộn lại cũng tao với mày có bao nhiêu mà, nhưng ổng nói những câu quyền bí gắn tìm cho ra, thì thầy hồi trước thầy cũng chỉ dặn quá rõ. Khi thầy có thầy quy với thầy, ngày thầy ra đi á, thì quy theo giáo lý của thầy mới gặp được thầy. Vậy là hỏi là theo thầy hay là theo giáo lý ha? Thì thầy ra đi để giáo lý lại, mà vì cái chỗ mà ai thì cũng đều hiểu, cũng lên thuyết pháp nói giảng mà tìm cái lý của thầy mới được. Những câu quyền bí gắn tìm cho ra mà thầy có cấm, tìm cho ra thiên cơ bắt khả lậu, diệt nước trước việc nhà, bàn việc nước là khô sát hình đó cô bác. Rồi vì cái chỗ đó mình bàn nai mơ đó, mà chính là mình lấy dây mình chói mình đó, chứ ai có chói mình. Bởi vì việc nước mà cô bác đã bàn ra thì coi như là xáo trộn. Không, cái chuyện đó mình không có nói tới, mình chỉ nói cái việc bên đạo mình thôi, không có nói đụng với gì ai, chứ mình nói bên đạo mình thôi. Thì con có nghe có câu giảng của thầy, cái câu này cũng hay nè chú ba, là câu là ra đi để lại một bài, khuyên trong bổn đạo hôm mai gàn lòng, băng chừng tách vọng xa trong, nhân sanh gặp chặn trời long lờ mờ. Thì đó thì thầy cũng dặn đây, giờ này mình đã gặp rồi đấy nè. Đó, gặp rồi đó, tới rồi đó, lờ mờ đó. Còn có chỗ thầy nói là chòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền duyên, thằng thông biến quá với miền trung ương. Lúc đó là nó cháy tới lừng trời đâu phải chú ạ? Đó, cháy trên lừng là cháy ở dưới thì thằng thông biến quá. Nó thì cái cuộc tẩy trần đó sạch lắm cô bác ơi. Cuộc sàng lọc, cuộc sàng lọc sẽ sắp đến đó chú ba. Nó mặt đất này lụng tới 5 tấc đó cô bác. Dạ, dữ vậy chú ba. Vậy sao ai sống được? Thì bởi cho nên ổng cũng chỉ quá rõ, nếu mình cái người đó, có đức có phước giàu cỡ nào cũng phải tránh mình được. Thú nó gặp nó cũng phải cúi đầu, gèo ngọn lửa ha, cái gì gặp cũng phải tạc mình ra, bị mình có phước có đức thì có các chư thần ủng hộ, còn nếu không phước đức thôi không còn được đâu cô bác. Bởi ông nói phước nhiều tiên cảnh non gài mà tội nhiều xa đạ, nhiều ngày thảm thê chừng ấy mới biết vĩnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính tan đó cô bác, giờ này đó cô bác. Quá hay chú ba ơi, hôm nay thì Quốc Đạo cũng được mở rộng cái tầm mắt ra để nghe chú ba nói những cái điều hay lẽ phải cho bà con tu hành. Thì bà ba chú ba cũng có cho biết là
cái câu giảng của mượn hai câu giảng của ông ba, đó là đuổi trâu gặp cọp gần gần, 10 phần thác bẫy, 8 phần người ơi. Có nghĩa là chú ba muốn nói lên là quý vị lo đuổi con trâu không à, quý vị đâu có biết con cọp nó lợi hại hơn con trâu. À. Thì giống như Đức Thầy cũng cho biết là sủ dần đa bệnh lại còn đa binh, bệnh là không sao nghe quý vị, binh là mới có sao nghe. Thì ở đây thời gian gần đây á, thì quốc đạo cũng thấy, quốc đạo ở biên giới này cũng thấy bên kia nó nhóm 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 dò ở trên rồi, bởi vì ở trên bên đây người ta cũng đang kỹ cương lắm. Còn hai nữa đó là ở trong trong những lời tiên tri của Đức Bổn Sư đó, Đức Sư Giải Bóng Khoai có cho biết là thì chú ba ơi, thì hồi sớm giờ con cũng đôi điều với chú ba, thì cũng nó cũng nếu mà đạo thì nó vô biên, người thì giới hạn, đúng cho nên cũng hai ông cháu mình cũng bàn luận cũng không có ngã ngủ được hết. Từ từ thì để hẹn lại clip khác thì thôi, clip này thì chú ba cũng trình bày cho mọi người biết là năm dần thì nó bơ vơ như vậy rồi, mình nên tránh như thế nào cho mọi người ta tránh, thì xin chú ba diễn giải giùm. Thì bây giờ năm dần nhiều chỗ bơ vơ thì chú ba đây cũng có một lời khuyên nó, thì bước qua năm mẹo như tao gấu cuồng, thì bây giờ chính mình phải lấy tâm hòa đồng, mình phải đi đứng nằm ngồi thôi chứ đừng nói lại, không đợi gì thời khắc mình niệm Phật, mình phải xả cái tâm ra, đừng có để trách hờn cố chấp không được cô bác. Dạ, vậy là chú ba khuyên người ta là phải lấy tâm hòa đồng, là nghĩa là không có phân cho nhân ngã người với ta, đúng, và hòa với nhau để giúp đỡ với nhau. Đó là sửa tâm sửa tánh, sửa tâm sửa tánh. Nói chuyện cái lý hay quá. Rồi cái thứ hai là chú ba kêu là đi đứng nằm ngồi gác niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc đó. Dạ, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì quý vị à, chú ba ông nói ý như vậy chứ rất hay quý vị à. Lắm lúc đó nghe, lắm lúc mà quý vị biết không, chú ba mà quốc đạo xuống không, chú ba nói chuyện với mấy người ở ngoài nước ngoài rồi đó, chú ba nói chết, chú ba nói một câu chết mà quốc đạo rất là sợ luôn, tại chú ba ông nói ai chết là người đó là nguy hiểm, chú ba cười cũng nguy hiểm nữa, trừ khi chú ba nói chuyện đàng hoàng. Bởi vì từ đó giờ quốc đạo không bao giờ mà làm cho chú ba buồn hay là ý chú ba, đúng không chú ba? Từ đó giờ đúng quốc rồi đạo không? Dạ. Thì cũng thì quốc đạo cũng có cho biết, chú ba cũng có cho biết đó là phải nên ăn chay niệm Phật, làm lành chữa tâm trong sạch, đúng không chú ba? Đúng. Dạ. Đó, bởi vì trong giáo lý thầy ông có để, ông cũng chỉ dạy cho mình quá rõ, tu cầu chống hết binh đao đó cô bác. Nó gặp đời bình tĩ biết bao thanh nhàn, mà đâu phải cái binh đao mà nói cái này kia, là mình tu sao mình chống cho cái xác thân mình đần đau đừng bệnh đó cô bác à. Nó rồi tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền đó cô bác. Dạ, quá hay rồi chú ơi. Quý vị cũng nên nghe là chú ba niệm Phật đó quý vị ơi. Niệm Phật thì thầy nói niệm Phật có bốn thằng linh thường thường ủng hộ bên mình, Mậu Khang, hay là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, hiện từ thầy rước đại non bồng, hay là chữ lục tự trì tâm bất bất diễn thì Long Nguy có kẻ cứu mình đó cô bác. Đó quý vị, quốc đạo thấy liệt ra một số niệm Phật không chứ bây giờ đó quý vị ơi, thì quốc đạo cũng nói một câu cuối cùng ăn kết đề, thì có một số người bây giờ bệnh cũng rất là nặng, nhưng mà khi người ta niệm Phật có chú ba, cái người ta nói đúng, người ta niệm được như được thời gian á, cái nghiệp cái nó cũng hơn được 5-7 ngày 10 ngày đi. Cái nghiệp cái nó làm đau quá, người ta nghĩ niệm, người ta nói quốc đạo cứ kêu niệm hoài à, mà tôi niệm có được hết bệnh đâu. Thì thật sự ra là đâu phải niệm niệm bây giờ mà chậm hết nhanh niệm hết bệnh được. Thì tôi xin nhắc thêm một đoạn này có quát gọn thôi, bởi vì thầy có chỉ dạy điều thử thách đang gây con khó, con nản lòng công khó tiêu tan, việc chi dậu giả trần gian mà điều quyển hoặc tới mang trong lòng. Đặt thí dụ cô bác đau 1 năm 2 năm mà cô bác mới niệm Phật 5-10 ngày làm sao, thì cái cuộc thử thách nó phải nhiều nữa, thì cô bác phải gắng bền chí niệm Phật mới tan chứng nghiệp cô bác. Dạ, dạ đúng rồi chú ơi. Thì trong giảng thầy cũng có câu là bất ngu bất cày đánh chúng làm ăn, chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật nào chứng kịp lòng người ác gian. Đó. Lúc quý vị còn sống, quý vị có bất ngu bất cày, quý vị đã làm những chuyện sát sanh hại vật, thì lúc mà chết thì những cái linh hồn nó sẽ theo quý vị để báo đền. Thì đó cũng là đôi điều, hoặc là chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật nào chứng kịp lòng người ác gian, hay là bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu.
thì lúc đó là mình đỡ nước đến chân, mình mới nhảy đồn cá có lọt ngoài sau đó. Đó đập chuồng ghe chỉnh mới cầu mới gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bạc mẹ Nam Mô cũng nhập cầu. Tại vì mình quá tạo tội ác bằng bằng một cái nhà vậy đó, mà mình chỉ mới có niệm Phật được bằng có một cái hạt bắp hạt cải mà mình đòi phải tiêu hóa tội nghiệp của mình, không có được. Mà quý vị phải cố gắng đi, cố gắng thầy sẽ gia hộ cho mình. Thầy nói gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ đó. Dưới đây tôi nhắc thêm một đoạn bên bà nguyện, hỏi vậy cho ông cũng chi, ông chỉ dạy ông khuyên mình, dầu cô bác muốn ăn thịt ăn gì mà cô bác cúng một ngày hai thờ cúng này, tôi nói tắt một lời cúng của mình bài nguyện là đại nguyện. Ông khuyên như vậy đó rồi cô bác không khác, ông nói cả dạng giặc cũng đồng về Phật cảnh là ngang. Chẳng liến trần áo ảnh giặc lường, hiệp đồng chư Phật mười phương, niết bàn lập tịnh là đường vô sanh cô bác. Thì ông cho mình ăn chứ ông đâu cho sát sanh, mà tại vì cái tâm con người mình quá ác cô bác ơi. Nó lời Phật chỉ dạy như vậy đó, niết bàn lập tịnh là đường vô sanh, mình cũng muốn sống mà con gì cũng muốn sống, mà mình ăn thì cũng còn cái bài cầu nguyện đó, cũng mình gỡ bị tội của mình hàng ngày đó cô bác. Dạ thôi cảm ơn chú Ba hát nhiều hết chú Ba. Thì cũng kết để đây, chú Ba cũng lớn tuổi rồi, cũng nói ông nói cũng mệt với ban đêm nữa. Thôi quốc đạo cùng với chú Ba xin mến chào quý vị. Mong rằng qua cái clip này quý vị cũng tinh tấn tu hành để ăn chay niệm Phật làm lành, để mình sẽ vượt qua những cái khó khăn cũng như cái đại nạn mà các vị tiên tri cũng sắp sửa cho anh biết là đuổi châu gặp cọp gần gần, 10 phần thác 7 8 phần người ơi, hay là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thấy bình. Còn Đức Thầy thì nói 100 mới đặng ối thôi 10 người. Còn có chỗ Thầy nói là từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.